Tiền mà chú Hùng gửi cho con 800 đô con nhận được từ anh Đường, thay mặt chú Hùng gửi cho con sẽ chất ra 300 đô để cho nhiều quà mua đồ cho mấy người ở xóm cũng khổ giống như con. Ở đây là 9 triệu. Dạ. Dì Hoài sẽ đi mua là 80 thùng mì để mà phát cho bà con ở đây. Rồi còn nhiêu đó dì Hoài coi cho mấy cái người mà mấy bà già mà đi xin đồ đó. Mấy bà người nghèo khổ. Hay là dì quà, có thể là dì quà sẽ để đó người nào khổ, có bệnh hoạn gì dì quà đưa ra. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay là một cái ngày khá là bất ngờ khi mà Bùi Hồ quay trở lại cái hoàn cảnh của chị Duyên tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Bất ngờ là hôm nay thì Bùi Hồ muốn công bố cho quý anh chị, cô bác quý anh chị là chị Duyên lại tiếp tục được sự hỗ trợ với một cái số tiền khá là lớn, 800 USD từ Mỹ, là được do chú Hùng, cơ sở bánh mì Thanh Đa hỗ trợ. Và hôm nay thì tại sao Bùi Hồ lại nhận tiền để mà trao cho cái hoàn cảnh của chị Duyên, thì tí xíu nữa đây thì cô bác quý anh chị sẽ biết. Và trước khi mà quay về cái cảnh trao tiền á, thì mời cô bác quý anh chị xem về cái không khí náo nhiệt của cái xóm chị Duyên đang ở, hay Bùi Hồ thường gọi với một cái tên thân thương, đó là xóm đoàn kết. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Cùng với lại chị Duyên á thì cũng mua một ít trái cây cho các cô các dì ở đây cùng với chị Duyên để ra ngồi để mà làm quen với cuộc sống tại Việt Nam á. Thì chị Duyên có mời các cụ, chị Duyên với dì Hòa với dì Liễu có mời các cụ các cô các dì dùng trái vải. Mùa này là mùa vải mà. Dạ. Này là chị Duyên đem lên cúng cho bà ngoại ha. Dạ. Đó, cái xóm này là xóm đoàn Bảy mua ve chai hả? Ôi trời ơi. Bà Bảy năm nay là bao nhiêu rồi? 70 rồi hả? Ở Mình Nên. Ôi trời ơi. Bà Bảy đi về. Bây giờ đi khi nào mới về? Chút bà Bảy đi tranh thủ đi có gì con sẽ quay lại. Dạ. Giúp đỡ cho bà rồi bà vậy vô ngồi thì dùng cái vải. Chị Duyên về ở xóm mình á, chị Duyên hòa nhập được chưa bà Sáu? Thế bây giờ cũng đỡ rồi, chứ mới lúc về là không có nói chuyện với ai chứ. Yeah. Bây giờ thì cũng hơi mà tiếp xúc dù quen bà con rồi đó, bây giờ sớm về này nọ bây giờ nói chuyện cũng đỡ. Ba mẹ biết mà nói trong đám nhất là 10 phần cũng được hết 5-6 phần. Yeah. Thấy nó nhờ vô nước biển đó, nhờ như vậy mà thấy nó vậy cũng mình cũng mừng. Thì chị Duyên về cái xóm vui vậy ha mà. Dạ. Mà cái xóm của mình đoàn kết ghê á. Xóm mình hồi đó chú biết không, nhà lá lụp sụp còn ở đây nước là lội nước. Rồi con lớn lên đó, rồi nó có công ăn sở làm này nọ cũng đỡ rồi nó nhà cũng được. Sao hồi nãy con thấy cụ đây là 70 rồi con. Dạ, cụ làm công việc gì? Nhặt phế liệu thôi ha. Dạ. Năm 14 đi nặng. Dạ. Bây giờ cũng bệnh, chưa có tiền đi trị bệnh nữa. Cụ ha. Chưa có tiền chữa bệnh. Dạ. Dạ. Là hôm nay là có gạo ăn uống đồ đầy đủ rồi ha. Dạ. Gần ngày về thu mua phế liệu được nhiêu? Cũng dài 30.000 bạc này trống không? Ra đi nè, bả bây giờ đẩy phế liệu á, là em đứng ra em nói luôn nè. Là bả khu mua phế liệu bả già bả đi không nổi, nó bây giờ nó trắng ra là bả đi xin đi. Nó dự đi cho nó khỏi này kia. Nói chung là nhưng mà con rất ấn tượng với lại cái xóm của mình á, là nó đi đẩy ra chai nổi. Dạ. Nó hẳn ra đi là bả bánh. Dạ. Mặc dù là rất là khó khăn nhưng mà xóm mình rất là đoàn kết. Dạ thôi thì hôm nay con đến đây thay cho mặt cho cô Huệ á. Dạ. Ở Bỉ. Dạ. Gửi cho cô cụ 1 triệu để cụ sinh sống ha. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Cái này là cô Huệ là Việt Kiều Bỉ á cụ. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô này. Cô Huệ. Huệ. Dạ. Dạ rồi cảm ơn con. Cô Huệ. Dạ con chúc cụ sức khỏe ha.
Dì Hòa chứ. Thì chắc có lẽ là hôm nay là cái một buổi đến mà ghi hình bất chợt như thế này. Thì thật ra thì ở trong cái clip trước của con á, thì con có nói là ngưng nhận tiền từ tất cả các mạnh thường quân ở kênh của con về hỗ trợ cho cuộc sống cho chị Duyên, cũng như là cho chị Duyên có một cái số vốn buôn bán làm ăn. Tại vì dì Hòa cũng có nói là chị Duyên đến thời điểm này cũng đã đủ rồi, và còn cho những cái người khác nữa. Nên con cũng ở clip trước thì con cũng có nói là ngưng nhận tiền lại. Dạ. Thì nhưng mà hôm nay thì bất chợt như thế này nè, sau khi mà quay clip của chị Duyên đó, thì có rất là nhiều, con cũng nói ở clip trước là có rất là nhiều mạnh thường quân gửi trao tiền cho chị Duyên, nhưng mà con cũng hạn chế nhận. Tại vì để cho chị Duyên dần quen với cuộc sống rồi sau này mình sẽ tính tiếp. Thì trong đó có một cái anh là anh Hùng. Anh Hùng thì sống ở New York, là cái tiệm bánh mì Thanh Đa. Thì anh Hùng anh nói là anh vận động những người mà làm ở trong cái xưởng bánh mì của anh á, của anh đó, rồi để giao cho Duyên. Thì đến ngày tối ngày hôm qua thì anh có điện cho con, là nói là bây giờ thì vận động trao cho chị Duyên, mà tự nhiên cái bây giờ ngưng nhận thì nó lại gây khó nữa, và đặc biệt là khó cho anh. Dạ, thì con có nói với anh là thôi bây giờ anh cứ để đó đồng hành với lại những cái hoàn cảnh khác nào anh có đồng cảm đó, trân quý cái tấm lòng của anh lắm. Thật là trân quý cái tấm lòng của anh. Tại vì anh coi cái clip là anh muốn trao cho Duyên, anh thấy cái hoàn cảnh của Duyên, anh muốn giúp đỡ cho Duyên thôi à. Dạ. Là em nói là chị Hòa hiểu rồi, tôi hiểu rồi, là muốn giúp đỡ cho Duyên, tại vì thấy cái hoàn cảnh nên Hùng bây giờ muốn gửi số tiền đến cho Duyên thôi, chứ không muốn gửi cho người khác. Dạ, có nghĩa là tình cảm anh em ở trong đó cũng muốn gửi cho Duyên. Nên con phải buộc con nhận. Dạ, trao cho thay mặt anh. Con chỉ là người thay mặt cho Mạnh Thường Quân để trao cho chị Duyên. Thì lời đầu tiên thì cho Bùi Hồ thay mặt cho chị Duyên, dì Hòa và kể cả gia đình của chị Duyên luôn. Thì trân quý tấm lòng của anh và tất cả các Mạnh Thường Quân, và nhận cái số tiền hôm nay có một buổi ghi hình mà nó hơi bất ngờ như thế này. Thì sức khỏe như thế nào, và cũng như là chị có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Tốt rồi, sao nói đi, nói cho mình thường. Sức khỏe cũng tốt, và trở lại bình thường. Cũng ổn định. Chắc cũng không lâu nữa em cũng sẽ mở cho tập quá em bán. Dạ. Mình, trong ước mơ em, thường ước mơ. Cô bác của anh chị khi mà xem clip của con, nó chị Duyên hôm nay mặt có thịt lại, bầu bỉnh lại và coi như là coi chuyển biến tốt ạ. Chuyển biến tốt, đúng. Dạ. Rồi đó. Dạ. Hôm nay là hồi sáng giờ đó là mình đi chơi đó. Dạ. Về là thấy hình như là làm như là con người đổi khác. Dạ. Hồi sáng giờ chỉ đi cái hồi sáng vậy thôi mà về con người đổi khác lại. Là nhanh lanh lại. Nó làm như là cái một cái gì mà mình nói là nó thần kỳ đó. Hồi sáng hồi hôm qua còn rất là tiều tị, nhưng mà hồi sáng vậy thôi, chỉ hồi sáng vậy thôi, mình đi sông nước mình chơi hồi sáng đó nha, làm là về thấy Duyên nó khởi sắc lại, nó khác hơn là cái lúc mà bữa trước nữa, là làm như là nó vui vẻ lại, làm như là nó được bước xuất ra đời được chút xíu rồi đó, là nó thấy nó về nó vui vẻ rồi đó. Hồi sáng giờ là vui vẻ cười hoài luôn, ai kêu cũng cười chứ thường thường đâu có cười. Sau cái buổi mà chia sẻ với cô bác quý anh chị như thế này nè, sau khi mà Bùi Hồ muốn cho chị Duyên đó cái hòa nhập với cộng đồng nhanh, thì để cho chị tiếp xúc với mọi người ở Việt Nam, để cho chị quen, thì cái cảm giác đi buổi sông nước đó thì thấy sao chị Duyên? Cười hoài luôn. Về nói nào giờ không được nói tiếng Campuchia ha. Dạ. Rồi bữa nay được nói tiếng Campuchia nè, được đi chơi rất là vui, là thích luôn. Để âm nó tức trong, để trong lòng hoài nó buồn. Bữa nay nói ra tâm nói ra vui quá. Dạ. Bữa nay vui cười. Không biết nói gì luôn rồi. Không biết nói gì luôn rồi. Chỉ biết cảm ơn cộng đồng mạng đã cứu lại lần thứ hai, Hồi Hồ với mà Phong Bụi cứu lại lần thứ hai thôi. Chứ không biết nói gì hơn rồi. Dạ. Vui không? Bữa nay có chuyện gì vui không? Kể cho con. Con đi chơi. Dạ, tự nhiên lấy thằng. Đó, con thấy con đi chơi nổi về là con thấy làm như con thoải mái, con người là con vui luôn vậy đó.
Con đi chợ nổi về sáng giờ là thấy thoải mái, người lại vui luôn. Cái tâm lý nó quan trọng lắm. Đúng rồi. Cái tâm lý mà con người ta khi tâm mà lý nó, ngộ. Nó giống như như thế này, có một cái câu chuyện là ví dụ như bác sĩ nói khám bệnh xong mà bác sĩ nói ơi về nhà ăn uống khỏe, hắn không sao. Bác sĩ nói bệnh này chữa không được, cái là tự nhiên tâm lý nó khác liền. Đó, bởi vì cô nói cái trong cái clip cô cũng có nói với em là nó bị trầm cảm, phải không? Một là trầm cảm, hai là nó tâm lý. Mình phải đánh ngay cái là bệnh rồi, chị bệnh rồi chị ngay cái tâm lý và cái trầm cảm của nó rồi. Hồi sáng giờ đây, hồi sáng thì chỉ đi có một chút xíu mà về thấy con người ta đã khác ra, đúng không? Vậy mai mốt là dì Hòa cũng thường hướng dẫn chị Duyên đi xuống. Chị có chụp cái số điện thoại. Dạ. Rồi chụp cái số điện thoại cái ghe đó. Dạ. Là chị nói với nó là để khi nào buồn hai dì cháu á, là chị ra chị mướn cái đò này. Dạ. Rồi chị hai dì cháu đi đi ra thăm mấy cái người đó rồi về, đi vòng vòng chơi. Dạ, vui chịu. Dạ. Có chụp xin cái số điện thoại cái ghe nó lại. Dạ. À, là khi mà Duyên buồn rồi Duyên mà thích á, tại là đưa cho Duyên đi ra ngoài đó chơi cho nó thoải mái. À, đi lại những cái mấy cái thuyền hồi sáng mấy người miên rồi đó, mấy cái người cơi nhở bên miên về đó. À, chịu. À, chia sẻ với mọi người á là sáng nay thì đi với lại chị Duyên với lại dì Hòa với lại dì Liễu thì tối hôm qua thì anh Hùng anh điện thì nhận mình Bùi Hồ thay mặt Duyên để nhận với tấm lòng của các anh chị cô chú ở bên cái cơ sở bánh mì Thanh Đa thì chiều nay thì mới nhận được và mới lại đây để thay mặt cho cơ sở bánh mì của anh để có thể trao tiền cho chị, số tiền là $800 đó. Anh gửi cho chị $800 thì em có đổi ra cho chị luôn. Thay mặt cho anh Hùng gửi cho chị là 18.480.000 gửi cho chị. 18.480.000 với tương ứng với lại $800. Dạ. Dạ. Con cứ đếm ra. Con đếm 18 triệu đi. Dạ 18 triệu. 400 đi. 4 5. Dừng tờ. 90 tờ là 18 triệu đúng không con? Ừ. 18.480.000. Còn đưa 4 triệu chứ 180.000. 480.000. 400. 500. Đây là số tiền mà $800. Bánh mì gì đó. Của cơ sở bánh mì Thanh Đa do chú Hùng gửi về cho em, đại diện chú Hùng đại diện gửi về để cho chị làm vốn cũng như là có sức bồi bổ sức khỏe. Dạ, chị có muốn nói lời nào không? Cảm ơn chú Hùng, các bạn chú Hùng đã giúp đỡ con có số vốn để con làm ăn. Trong con... số tiền mà chú Hùng gửi cho con $800 con nhận được từ anh Đường Hồng, thay mặt chú Hùng gửi cho con sẽ chức ra $300 để cho nhiều hàng mua đồ cho mấy người ở sớm cũng khổ giống như con. $300 thì nó tương ứng với lại khoảng 7 triệu đồng. 6 triệu mấy chị gửi cho dì Hòa 7 triệu đi. Để dì Hòa, ở đây là dì Hòa thì hôm trước thì có Mạnh Thường Quân phát gạo. Hôm nay thì chị Duyên sẽ hỗ trợ để cho xóm mình mì thêm mì để cho trong xóm mình. $300 là 7 triệu đó dì Hòa. Đếm ngược lại nữa. 35 tờ. Đây, dì Hòa, chị Duyên gửi cho dì Hòa $300 để mà hỗ trợ cho mấy cái cô chú anh chị, ông bà ở đây. Dạ, thì con thấy cái công việc của dì Hòa làm cũng ý nghĩa thôi. Hôm nay thì cũng là một buổi bất ngờ đến với lại Duyên để trao tiền. Thì con gửi cho dì Hòa, phần này là phần của con, dì Hòa mua. Con thấy số mình có những cái ba cụ á, đúng rồi, rất là khó khăn à. Thì con dì phát mì bao nhiêu thì phát, còn bao nhiêu dì gửi cho mấy bà cụ đó giùm con. Đây là phần của con nghe dì Hòa. Dạ. 2 triệu đúng không dì Hòa? Ồ, mới có 1 triệu hả? 2, 4, 6, 8, 10 là lộn. Có bao nhiêu gửi nhiều đi. Có nhiều gửi nhiều. Dạ, 1 triệu rồi phải không? 1 triệu gửi.
con gửi 2 triệu nó ra được rồi, phải không? Cái này 1,5 triệu rồi. 1,5 triệu. Triệu 9. Rồi, 9 thôi, còn để chưa tiền đi. Ồ, 2 triệu. Ờ, con gửi gì 2 triệu đi. À, 2 triệu đi rồi. Dạ, phần của con này con gửi cho dì 2 triệu đi, không có gì để đi, đi đứng. À, rồi. Dạ. Cái này là mà cảm ơn nha, mời... Ờ, dạ, tổng cộng là dì Hòa nhận bao nhiêu nói cho mình? 9 triệu, bây giờ là dì Hòa nhận ở đây là 9 triệu. Dạ. À, dì Hòa sẽ đi mua là 80 thùng mì để mà phát cho bà con ở đây. Rồi còn mà, còn nhiêu đó dì Hòa coi cho mấy cái người mà, mấy bà già mà đi xin đồ đó, mấy bà người đau khổ. Hay là dì Hòa, có thể là dì Hòa sẽ để đó người nào khổ, có bệnh hoạn gì dì Hòa đưa ra. À, hôm nay thì coi như là bữa nhận tiền mà coi như là cảm ơn cái tấm lòng của anh Hùng, cơ sở bánh mì Thanh Đa ở New York đã hỗ trợ cho chị Duyên 800 đô để mà làm vốn rồi bồi bổ sức khỏe hay trong thời gian sắp tới đó. Thì chắc có lẽ là chị Duyên sẽ nói lời gì cảm ơn với lại cơ sở bánh mì Thanh Đa của chú Hùng, anh Hùng á. Thì rồi với lại dạ dì Hòa nói luôn. Con cảm ơn bánh mì. Còn... chị cũng nói là xin phép để mà, tại vì cái này là tấm lòng của chị muốn gửi cho xóm á. Xin phép là anh Hùng cho em gửi. Con xin cảm ơn chú Hùng và cơ sở bánh mì Thanh Đa ở New York. Đã cho con 800 đô để con làm vốn, nhưng trong con xin phép chú là cho con xin chức đưa ra được 300 đô để con cho đưa cho chị Hòa mua những món quà để giúp cho đỡ cho người nghèo ở trong xóm con. Rồi, rất tốt. Chắc chưa có là hỷ là dì Hòa sẽ nói á. Dạ, dạ. Dì Hòa cũng thay mặt cho ở xóm nghèo này và cảm ơn Hùng ở bánh mì ở New York Mỹ. À, và cũng cảm ơn bé Duyên đã, bé Duyên cũng là một tấm lòng rồi đã chia sẻ của mình cho mảnh đời nghèo khổ, nên cái dì Hòa cũng thay mặt xóm nghèo này cảm ơn con luôn. Mà cảm ơn luôn Hùng, cảm ơn hết cộng đồng mạng đó giờ chung tay giúp đỡ cho Duyên và giúp đỡ cho cái xóm nghèo này. Chứ từ hồi mà bệnh dịch đến giờ là chưa ai vô cái xóm nghèo này mà để mà cho quà, cho gạo. Chỉ nhờ Bùi Hồ và mà Bùi Hồ không bụi quay cái clip này lên, Mạnh Thường Quân mới biết đến cái xóm nghèo này mà người ta mới gửi đi quà, gửi đồ đến cho cái xóm nghèo này. Chứ từ hồi đó giờ chưa có ai biết đến cái xóm nghèo này. Nên tôi rất cảm ơn Mạnh Thường Quân và rất cảm ơn các cộng đồng mạng đã giúp đỡ. À, cảm ơn dì Hòa luôn. Là con cũng xin chúc dì Hòa sức khỏe dồi dào. Chúc chị Duyên trên cái đoạn đường còn dài thì mình sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để mình làm lại cuộc đời như em đã từng nói. Và một lần nữa chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, tất cả các cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ từ trước đến nay. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho tất cả các cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hoàn cảnh của chị Duyên. Không những là có vốn để bồi bổ sức khỏe làm lại cuộc đời, mà thậm chí là hiện bây giờ thì Duyên đã thấy mình, bản thân mình đã nhận như thế là đã đủ rồi. Và chị Duyên muốn nhường lại cái phần khác. Nhưng hôm nay là một cái buổi trao tiền cũng khá là bất ngờ. Một cái số tiền bất ngờ mà thật là lớn luôn. Rất là lớn, là bất ngờ luôn. Một số tiền lớn mà bất ngờ cho chị. Thì một lần nữa thì tại vì chú Hùng thì nguyên một cái cơ sở nên là nữ là Bùi Hồ sinh mà hai bàn nhận, và cũng có nhiều cô bác quý anh chị muốn gửi, nhưng mà nếu như mà có những cái hoàn cảnh nào đó mà cô bác quý anh chị đồng cảm thì có thể nói với Bùi Hồ thì Bùi Hồ sẽ nhận. Những cái hoàn cảnh đặc biệt là những cái cụ già, và xin chân thành và hẹn gặp lại một lần nữa. Gì chắc sau clip này á, tại Bùi Hồ sẽ còn đăng ở những cái clip về cuộc sống sông nước với chị Duyên, thì sau clip này thì chắc có lẽ là một tháng hay hai tháng sau gì mới quay lại. Lần này là nói lần thứ hai là chắc có lẽ là vậy đó. Thì con mong là cái buổi mà phát mì sắp tới đó thì cả xóm mình thì cả tất cả đều ai cũng được những món quà từ chị Duyên thay mặt cho anh Hùng để gửi cho bà con xóm mình ở đây, và đặc biệt là cái xóm đoàn kết như thế này. Có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip tại đây, và Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn
chú Hùng, cơ sở bánh mì Thanh Đa ở New York của Mỹ đã hỗ trợ cho chị Duyên. Và rất chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ cũng như là đồng hành cùng kênh Mùi Hồn TV đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý vị. Sao chị Duyên thì sao? Chị muốn chụp với Bùi Hồ một tấm hình. Ồ vậy hả? À, không chạy. Xin vô, xin vô đi chị. Dì Hoa chụp giùm con đi. Có chị Hoa đâu muốn chụp. Ồ chị muốn chụp em tấm hình hả? Hai chị em mình chụp ha. Có chị cho đi chụp với Bùi Hồ tấm hình. Ờ trời ơi. Cho xe vô đi chị. Trước khi ra về chị. Dì Hoa. Tắm thế đường. Ồ, hôm nay là chủ động chụp hình là vui rồi. Vậy chụp được ra. Hả? Ừ. Sáng giờ chú Cô Duyên cười tươi dữ rồi, Cô Duyên. Cười tươi quá. Vì chụp cái điện thoại anh Nguyễn chụp giùm em cái điện thoại này luôn. Muốn xin chụp bà với da hồi hồi tấm hình. Ồ, hôm nay nè. Giờ Việt Nam quen rồi. Bất ngờ. Qua cho tôi chụp lại tấm nữa nha. Rồi cười cái gì cười tươi lên. Rồi. Rồi. Tập... Rồi sao đồ chụp em chị Duyên. Bữa nay thích cho anh cho Bùi Hồ quá rồi. Rồi sao đi. Rồi liếm của mấy anh hoài bây giờ là tại vì kêu gì hoài cho con đi ra coi hỏi gì. Gì hoài gì hoài hỏi gì vậy? Vì quà giá con ra xin chụp với anh Bùi Hồ tấm hình đi. Thật ra là khi mà Bùi Hồ á ra đoạn này là dẫn một cái đoạn kết thì chuẩn bị hai anh em chuẩn bị ra xe thì chị Duyên mới ra đòi chụp tấm hình là tại vì sợ lâu cũng mới quay trở lại hay sao nghe hả? À sao chị nói sao? Sợ một hai tháng nữa anh đảo lại rồi tại vì coi trên YouTube chỉ thấy nghe tiếng nói mà chứ không thấy mặt. Nhưng mà sao chị mấy tháng là chị quên không? Quên mặt không? Lâu quá chắc có thể em nhưng mà muốn giúp em chắc em không quên. Muốn chụp làm kỷ niệm. Thật ra thì một cái điều mà Bùi Hồ vui nhất là như thế này nè cô bác anh chị. Những ngày trước đây khi mà Bùi Hồ đưa chị Duyên về thì chị Duyên rất là thụ động và có vẻ như là trầm cảm, nhưng mà sau khi mà cùng chị Duyên đi lên trên cái chiếc đi đò qua cái xóm Chợ Nổi thì bây giờ chị Duyên có một cái sức sống lại rồi và thậm chí là chị năng động hơn. Bây giờ điều chị làm vui nhất là cái gì cho chị vui nhất? Được chia sẻ một phần đó cho những người khổ giống như cái câu bán tập quá nói bây giờ là đã tươi sắc lại rồi. Tươi rồi đó trời, mặt bữa nay thấy không? Vui vẻ tươi cười rồi đó. Dễ thương rồi đó. Anh quay qua cho cô đó kìa. Cô. Dạ. Bước vô đây cái cây. Tổ cũng chết luôn. Bước vô đây cái cây. Vô. Sao cô nói thấy sao? Bữa nay Duyên đẹp lắm rồi, hồng hào lại ngày nãy ông hỏi về xinh giòn. Nhưng mà được cái là bữa nay Duyên là lại năng động hơn rồi. Ừ. Hoạt bát rồi. Dạ. Trời ơi tránh nha. Dạ, chúc em mua chứ. Dạ. Nhìn nó bữa nay nó tươi tắn mừng cho nó dữ lắm luôn á ông. Hổng xuống trời ơi mừng cũng chết rồi cháu tôi rồi. Cháu tôi chứ kích minh hà mà đâu có thấy được. Dạ. Hồ ơi tôi dạ. Nó lắm rồi. Dạ. Cho anh vô. Thôi chắc có lẽ kết thúc clip tại đây ha. Dạ. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý chị. Thôi chào chị ha.